Mèo ơi, mèo 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 Ủa mèo. Anh khỉ ơi. Ôi trời, anh ơi. Đây, con vượn và con tinh tinh này. Thì đấy, ngày hôm nay thì anh cũng có một món quà tặng em. Em cũng có một món quà tặng anh. Gió đưa cành trúc la đà. Hôm nay em có món quà tặng anh khỉ. Đấy là lợn đấy nha. Đấy là lợn Em nha. nhầm. Thế quà của em đâu? Bởi vì em là cô mèo rất xinh xắn của anh nên anh tặng em con chó này. Rõ ràng người ta là mèo mà lại tặng cho người ta con chó. Thôi nhận con chó cho anh vui nhá. Anh sẽ nhận con khỉ này của em. Anh sẽ ôm nó hàng đêm. Nhìn vào nó là anh nhớ đến em. Em nhìn chó nhớ anh nhá. Không 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 không, em không nhận con chó này đâu. Đã kém tuổi rồi còn không. Chẳng lẽ lại bây giờ lại gọi em bằng chị? Nào bây giờ qua đây mình đem hai con khỉ với lại con chó qua đây. Xin mời Mù Tạt có thể nghỉ ngơi trong đôi chút. Xin mời Long Chun, em sẽ về ghế để tiếp chuyện cùng với khách mời nhé. Mời dạ, em. Cảm ơn ơn sự Long hỗ Chun trợ Mù từ Tạt chị Mù nha. Tạt. Xin được hỏi nha, vì sao hai nhân vật của chúng ta lại quá cười với lại cuộc hội thoại vừa rồi ạ? Khỉ Khỉ là là tuổi của em ạ. Tuổi em. Dạ. Còn em là tuổi Mèo. mèo. Vâng. Vâng. Thế thì tại sao em lại có một cái hành động đáng yêu là đi mua một con cún để tặng cho bà xã của mình? Câu chuyện diễn ra vào khoảng năm 2020 phải. Ừ. Hoặc cái lễ ngày chắc ngày lễ đầu tiên. Thì lúc đấy Valentine hả? và định ý định là tặng quà cho vợ em này. Thì mở túi ra còn đúng 250.000. Ừ. 250.000 thì em rẽ vào cửa hàng thú nhồi bông. Ở đấy nhiều mèo đẹp lắm, thấp nhất thì nó cũng rơi tầm 250.000. Nhưng mà cái bình xăng của em lại hết. Bên cạnh đấy thì có con cún này. Thì em đành phải mua con cún này đấy và đổ đầy bình xăng. Và lúc mang về tặng vợ thì em đấy em lấy lý do là nhìn con này đáng yêu quá, nhìn mặt nó lúc nào cũng đang trong trạng thái là ngủ nhưng mà rất tươi vui, giống như em ngủ mà mồm nó cũng cười. Ngủ mà cười là mình vừa như này xong mình là vỡ. Khá thi thoảng nó cười thành tiếng luôn, bình thường con cười thành tiếng luôn. Thôi cái này là độc lạ nhé. Nhưng mà cũng phải kể thêm là món quà của anh Hiếu khi mà tặng em con cún bông em vẫn còn rất là nhớ đến bây giờ và vẫn còn giữ kèm theo một trích thiệp, và em nhớ nhất một cái câu trong đấy là sau này nếu mà anh có điều kiện hơn, anh khá giả hơn, anh giàu có hơn thì khi đó anh sẽ tặng em nhiều món quà đắt tiền hơn. Còn đây nó là cái món quà chân thành nhất với anh ở cái thời điểm như vậy. Nhưng mà vậy nè, mọi người vẫn đang thắc mắc là khỉ với lại mèo là gặp nhau lần đầu ở đâu và vì sao là hai người lại Đó là gặp nhau trong một dự án phim hài Tết tên là Giấc Mộng Quan Trường. Khi mà kết thúc phim rồi, ra mắt phim, để anh kể họp đằng sau. báo. Thì sau cái cuộc họp báo đấy sẽ có một buổi liên hoan. Từ ngay lúc đầu đã thấy bạn rất ấn tượng với nụ cười rồi. Ồ, có nghĩa là gặp một phát mà động duyên tiếng duyên, sét duyên ái luôn. tình. Thì em bắt buộc em phải ngồi gần như là đối diện luôn. Đối diện để có thời gian ngắm nhìn rồi tương tác bằng ánh mắt trước chẳng hạn. Nhưng mà em có biết là chàng trai đó cố ý ngồi đối diện mình không? Không ạ. Không biết đâu, không biết đâu ạ. À. Không biết đâu ạ. Và em quyết tâm là ra làm quen lúc đấy. Cầm cốc bia. Cầm cốc bia. Mời bạn này xong thì bạn ấy bảo là bạn ấy xem 87. Em giật mình, thôi mình lại chuyển ngôi luôn, xưng chị luôn. Em mời chị. Em mời chị, em mời chị ạ. Vâng, giờ em thì cố sao gắng nữa? Chuyển ngôi xưng từ chị em thành Linh. Hiếu Linh. Thật ra là bạn Hiếu ấy, kết buổi cái hôm đấy là bạn Hiếu, bạn đòi ấy đưa có về. ý là mong muốn đòi đưa về. Mà em đòi mãnh liệt luôn ấy. Nhưng mà các anh chị ở đấy thì thấy rất là lo ngại cho một cô gái liệu yếu đảo tơ, liệu yếu nhẹ đảo nhàng, tơ trong dàng. Sáng thánh thiện thế này lại rơi vào tay một con cáo tình trường. Cáo ơi, cáo tình trường. Đã ngăn cản ngay bảo không, không. Quan điểm của em trong tình yêu, mình sẽ phải đi tuần tự các giai đoạn. Nó phải kéo dài tầm ít nhất nó cũng phải vài tháng, không phải nó cũng phải hơn một năm trở lên. Đồng chí này là phá vỡ kỷ lục bao nhiêu năm. Khiếp. Là đồng chí thời gian cưa em rất là nhanh. À. Vâng. Nói chung là được tầm 8 tháng em quyết định là em cầu hôn. Nhưng thì mà em định cầu hôn ở trên đỉnh Phan Xipang thôi. À, lên tức là trên đỉnh. Tức là kiểu nếu mà đồng ý thì kéo vô, mà không đồng ý thì đẩy luôn. Đúng không em? Tại sao biết bao nhiêu địa điểm để mà không cầu hôn? Nhưng mà hôm sau lại mưa rét, gió bão thì lại hoãn không đi được nữa. Thế là cuối cùng là đêm hôm đấy em quyết định cầu hôn luôn. Ồ. Thế là Linh cũng đồng ý luôn. Bỏ chạy sao được. Và để tiếp tục câu chuyện thì em sẽ mang ra món thứ hai. Và chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hai vợ chồng bếp trưởng Nguyễn Minh Tiến
anh sẽ chuẩn bị món ăn đặc biệt cho hai vợ chồng. Món thứ hai. Nhạc sống luôn. Đồng chút à. Chị chị. Wow. Em đang sắp làm đây để em chỉ món beef steak của nhà hàng. Wow. Kèm với rượu vang đỏ. Khách sạn 5 sao có khác. Cảm ơn bếp trưởng Minh Trời Tiến. Trời ơi, ngon chưa? Beef steak này em đã nướng, đã nấu chậm 2 tiếng và sau đó nướng lấy mặt ăn kèm với cả các loại rau và khoai tây nghiền. Mấy chị thế ạ, rồi mấy hai vợ chồng. Vâng, hai vợ chồng mình có thể cùng ly và thưởng thức món beef steak của nhà hàng. Ôi sao chương trình tâm lý thế? Khách sạn 5 sao mà. Bởi vì beef steak rượu vang này là món ăn mà bọn em cực kỳ thích. Đấy. Nào, mèo ăn miếng trước đi. Xin phép mọi người nha. Gợi nhớ những cái gì nào? Nào, mời mèo. Sao em? Ngon không? Khách sạn 5 sao các anh ạ, mọi người làm rất là tinh tế. Em xin phép nhé, em xin phép nhé. Nếu thấy ngon thì nhớ chọn em nhé. Ngon quá. Chuẩn. Thế thì vì sao hai vợ chồng nghĩ là chúng tôi chọn món beef steak này? Trong giai đoạn hẹn hò của bọn em là những lần hẹn hò đầu tiên là sẽ rủ nhau ra nhà hàng, ăn beef steak uống rượu vang. Khi đó là đồng chí này sau đấy kể thì em mới biết được là bạn ý thậm chí có khi là phải vay tiền bạn hay sao ấy. Để đủ trả tiền cái bữa ăn ngày hôm đó là đâu gần 1 triệu. Nhưng lúc đấy thì em ngoài phong một tí. Nhân tiện nhắc đến cái chuyện này thì em rất là muốn share cho anh chị xem một vài cái dòng tin nhắn. Mà bây giờ thì mời anh chị hướng mắt lên màn hình thì chúng ta cùng theo dõi. Từ đầu ấy rồi, lâu rồi đấy. Chương trình siêu thật đấy. Khi vợ ốm đi quay. Vợ ơi, cơm anh nấu rồi. Canh khi nào em ăn đun lại cho hành vào ăn cho ngon nhá. Trứng luộc chín rồi anh để ở bếp cho nóng. Về em ăn thêm sườn sụn nhá. Ăn xong ngậm alpha chay. Ôi. Ngày xưa ấy, khi mà Linh chưa được gặp Hiếu, thường thì em vẫn luôn luôn là người phải độc lập làm rất là nhiều việc. Vậy nên mình nhìn xung quanh, mình thấy đọc những cái lời như vậy của những cặp đôi khác, mình sẽ nghĩ là ôi khiếp xến sống thế, sởn hết cả da gà này. Nhưng mà khi mình được ở trong cái trạng thái được chăm sóc, được hoàn yêu cảnh đấy, đúng không? Và mình gặp được đúng người rồi, mình được trở thành một đứa trẻ ở bên cạnh anh ấy, thì tự nhiên mình lại thấy những cái lời này thì sao nó đáng yêu thế. Ngày xưa em nghe một bạn stylist mà kể lại là vợ em đi làm ấy, có nghĩa là một tay bên này là quần áo, một tay bên này là đồ make up, xong là kẹp nách cái túi chứ cái gì thì em không biết, có nghĩa là cứ phăng này đi hết sự kiện này sự kiện khác nhở. Nhưng mà bây giờ thì có chồng cái là sao không nặng quá rồi, nặng quá.